Đây là chiếc đồng hồ quay RSX 2017. Nó xài bóng dây tóc và bây giờ thay vào bằng bóng LED T10 của Philips. Đây là khi chưa mở đèn nè. Mở đèn. Đèn nền rất là đều. Thay hai bóng. Còn đây là đề mi được lắp bóng T10 của Osram màu trắng. Còn đây là đèn stop của Philips ở đề mi. Rồi, bóp thắng. Ok. Xin cảm ơn mọi người.